Thưa quý vị, sau khi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nữ công dân Việt Nam quê ở thành phố Cần Thơ sang Vương quốc Campuchia làm việc, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành y tế khẩn cấp truy vết, cách ly tập trung những người tiếp xúc gần F1, truy vết và yêu cầu tự theo dõi sức khỏe với các trường hợp F2. Theo kết quả điều tra dịch tễ ngày 23 tháng 2, đối tượng này cùng một phụ nữ khác vượt biên trái phép về Đồng Tháp, sau đó thuê nhà nghỉ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cách ly tập trung tại khu vực cách ly trường trung cấp Hồng Ngự và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả một người dương tính, người còn lại âm tính. Hiện đối tượng dương tính SARS-CoV-2 có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Ngành chức năng cũng đã xác định được 11 trường hợp có tiếp xúc F1, đã cách ly 9 trường hợp. Vâng, đây là một trong những trường hợp có dấu hiệu từ Campuchia về và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với các biểu hiện lâm sàng và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp cần phải tăng cường lực lượng kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu đường mòn lối mở, ngăn chặn và phát hiện cách ly những trường hợp nhập cảnh trái phép. Người dân cũng cần phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là quy định 5K của Bộ Y tế. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thì tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch sau Tết, siết chặt tuyến biên giới và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Theo nhận định, sau Tết, người dân đến và đi từ các địa phương rất phức tạp, có nguy cơ cao nhiều người tìm cách trốn, vượt biên trở lại Campuchia để đi làm, cũng như thăm người thân giữa hai nước. Sau Tết thì các tổ công tác vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện theo cái chỉ đạo của trên là thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ các đoạn biên giới trong nội địa, không để cho các đối tượng xâm nhập và nhập cảnh, xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra thì là đơn vị tăng cường phối hợp với địa phương Vĩnh Sương, Phú Lộc tuyên truyền là phòng chống Covid, không tụ tập đông người, thực hiện theo giãn cách xã hội. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang hiện nay vẫn đang kiểm soát tốt, tuy nhiên nguy cơ vẫn còn cao, nhất là tình trạng người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Do đó, từng cán bộ chiến sĩ trên tất cả 14 tổ chốt trên tuyến biên giới thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, gác lại niềm riêng để từng giờ, từng ngày bám chốt, bám biên giới, siết chặt các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới, quyết tâm không để dịch COVID-19 lây lan vào địa bàn. Thưa quý vị, Mỹ thì hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều rất quan trọng của Việt Nam, và việc Mỹ giảm nhập khẩu hạt điều từ Brazil nhưng lại tăng nhập khẩu từ nước ta đã giúp cho xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Mỹ chiếm đến 89,3% thị phần. Cụ thể, nhập khẩu hạt điều của Mỹ từ Việt Nam trong năm 2020 đạt 149.270 tấn, trị giá 963,13 triệu đô la Mỹ, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 4,2% về trị giá so với năm 2019. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 89,3% trong năm 2020, cao hơn 85,6% so với năm 2019. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 1 năm 2021 đạt 45.300 tấn, trị giá 267,62 triệu đô la Mỹ, tăng 79,5% về lượng và tăng 51,6% về trị giá so với tháng 1 năm 2020. Cũng trong tháng 1, giá xuất khẩu hạt điều bình quân ở mức 5.904 đô la Mỹ một tấn, giảm 15,6% so với tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận nhiều biến động so với ngày hôm qua. Một loạt các tỉnh thành trên cả nước đi ngang với giá trong khoảng từ 74-78.000 đồng một kg. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 75.000 tới 78.000 đồng một kg. Các tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Ninh Bình duy trì giao dịch tại mức 76.000 đồng một kg. Riêng Hà Nam, giá thu mua giảm nhẹ 1.000 đồng một kg, hiện ở mốc 75.000 đồng một kg. Còn tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi không xuất hiện biến động mới. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục thu mua tại ngưỡng thấp nhất khu vực là 74.000 đồng một kg. Tiếp đến là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định và Đắk Lắk
với giá 75.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi phía Nam nhìn chung lặng sóng trong khoảng từ 77.000 tới 78.000 đồng 1 kg. Riêng tỉnh Bình Phước giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg. Hiện thu mua lợn hơi tại ngưỡng 77.000 đồng 1 kg. Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái, Chi Ma và Tà Lùng kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể, về chính sách quản lý cá tầm nhập khẩu, phải có giấy phép CITES gồm cá tầm Đại Tây Dương và cá tầm Baltic thuộc phụ lục 1, công ước CITES nhập khẩu không vì mục đích thương mại. Trong đó, các loài cá tầm được phép kinh doanh tại Việt Nam bao gồm cá tầm Beluga, cá tầm Nga, cá tầm Sterlet, cá tầm Trung Hoa, cá tầm Siberia. Trường hợp nhập khẩu loài cá tầm không có tên trong danh mục nêu trên để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại các hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép theo quy định. Vâng thưa quý vị, không chỉ những nông dân trồng rau tại Hà Nội, những người trồng cam tại tỉnh Hà Giang hiện còn khoảng 30.000 tấn cam sành cần phải tiêu thụ. Trong niên vụ 2020-2021 thì cam sành Hà Giang cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch COVID-19, khiến đầu ra chậm, trong khi thời tiết bất lợi đã gây nấm mốc khiến cam bị thối và rụng hàng loạt. Ủy ban Nhân dân của tỉnh Hà Giang cũng đã chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và Quang Bình giúp cho người trồng cam tìm kiếm thị trường tiêu thụ càng nhanh càng tốt. Theo thống kê, đến nay trên địa bàn 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên ước còn khoảng 30.000 tấn trong tổng số 80.000 tấn cam sành của niên vụ 2020-2021. Trong đó, huyện Bắc Quang còn sản lượng cao nhất với trên 20.000 tấn, chiếm 50% tổng sản lượng cam sành của toàn huyện. Nguyên nhân của việc tiêu thụ cam sành năm nay chậm hơn mọi năm chủ yếu là do tác động của dịch COVID-19 khiến sức mua giảm. Lượng cam Hà Giang phân phối tiêu thụ tại các thị trường lớn như Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Dương giảm sâu, trong khi lượng khách lên Hà Giang cũng giảm. Bên cạnh đó, thời gian qua, mưa kéo dài kèm theo sương muối gây nấm mốc dẫn đến thối và rụng quả với số lượng lớn. Trong 2 ngày qua, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã chủ động liên kết với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước mở các gian hàng nhằm tiêu thụ cam sành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho người trồng cam huyện Bắc Quang và Quang Bình. Riêng trong ngày 25 tháng 2 đã có trên 4,5 tấn cam sành được xuất bán. Thưa quý vị, cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một lượng lớn bưởi của nông dân tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai không thể bán ra được trước dịp Tết Nguyên đán. Hiện giá bưởi bán ra chỉ hơn 10.000 đồng 1 kg, bằng một nửa so với năm ngoái nhưng vẫn còn tồn khoảng hơn 300 tấn chưa tiêu thụ được. Chia sẻ với khó khăn của nông dân, những ngày qua thì người dân Sài Gòn đang rất tích cực mua ủng hộ bưởi tại các địa điểm bán bưởi mà Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có các điểm bán bưởi trực tiếp gồm số 87 đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, số BB1A đường Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, chung cư Thái An 1 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 và một số 121 Nguyễn Bình Khiêm, quận 1. Ngoài ra còn bán qua nhiều kênh online của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và các đơn vị tham gia. Một thành viên hợp tác xã bưởi Đào Suối Nhác, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết, mọi năm bưởi này được bán giá là 22 đến 24.000 đồng 1 kg. Nhưng giờ bán chưa tới nửa giá. Nếu không bán kịp số bưởi này, người dân sẽ buộc phải hái bỏ bởi nếu để lâu, trái sẽ bị khô và làm suy cây. Do vậy, nông dân huyện Cẩm Mỹ rất mong các công ty chế biến nước ép và người dân tham gia hỗ trợ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về câu chuyện sản xuất tiêu thụ nông sản của bà con tại nhiều địa phương trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.